Bà chủ Lakers gây tranh cãi khi đưa LeBron vào top 5 huyền thoại Lakers. Trên postcard, bà chủ Lakers đã gọi tên 5 cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử Los Angeles Lakers. Trong đó rất nhiều huyền thoại không có mặt, nhưng LeBron lại có tên. Trong buổi postcard có tên On The Smoke, chủ sở hữu Lakers, bà Jeannie Buss đã nhận được câu hỏi khá hóc búa từ hai người dẫn chương trình, Matt Barnett và Stephen Jackson. Theo đó, người phụ nữ 59 tuổi được yêu cầu liệt kê 5 cái tên quan trọng nhất lịch sử Lakers mọi thời đại. Với một đội bóng có chiều dài lịch sử và vĩ đại hàng đầu NBA, với rất nhiều huyền thoại, đây thực sự là câu hỏi khó, khiến bà Jeannie Buss lúng túng. Tuy nhiên, người phụ nữ quyền lực nhất NBA vẫn đưa ra câu trả lời của mình. Ba cái tên đầu tiên được bà chủ Lakers lựa chọn là Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant và LeBron James. Việc gọi tên LeBron khiến hai người dẫn chương trình khá bất ngờ. Tuy nhiên, bà Jeannie Buss nhanh chóng lý giải, LeBron đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch thứ 17 của chúng tôi. Anh ấy đưa Lakers trở lại cuộc đua. LeBron giống như một siêu anh hùng. Anh ấy mạnh mẽ, thông minh và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Sau một hồi lưỡng lự, bà chủ xinh đẹp lựa chọn cái tên tiếp theo là Magic Johnson. Chắc chắn là Magic rồi. Anh ấy có thể là số 1, mà không, Kareem, tôi không biết nữa, khó quá. Người cuối cùng xuất hiện trong bản danh sách này là huấn luyện viên Phil Jackson. Ông mang về 5 chức vô địch cho Lakers và từng đính hôn với chính bà Jeannie Buss. Cuộc phỏng vấn sau đó tạo nên sự chú ý rất lớn trên mạng xã hội. Người hâm mộ đặt ra câu hỏi vì sao những cái tên như Shaquille O'Neal, Paul Gasol, Elgin Baylor và Jerry West không có mặt. Đáng chú ý khi Jerry West, người đã dành cả cuộc đời cho Lakers, ông thi đấu cho đội bóng áo vàng từ năm 1960 đến năm 1974. Sau đó ông là huấn luyện viên của Lakers từ năm 1976 đến năm 1979, cùng với rất nhiều thành công sau này. Ông trở thành giám đốc kỹ thuật của đội bóng, giúp xây dựng đế chế thập niên 1980 với 5 chức cúp vô địch. Về sau, chính Jerry West là người đưa ra quyết định then chốt về mặt nhân sự xoay quanh việc draft Kobe Bryant, mang về Shaquille O'Neal và giúp Lakers three-peat thành công từ năm 2000 đến năm 2002. Dù không phủ nhận tài năng của LeBron, cũng như tầm quan trọng khi mang về chức cúp vô địch thứ 17 cho Lakers, tuy nhiên, anh mới chuyển tới Staples Center chưa đầy 3 mùa giải. Vì vậy, người hâm mộ vàng tím có lý do khi chưa muốn King James xuất hiện trong danh sách này. Hơn nữa, những tranh cãi chính trị gần đây đang khiến hình ảnh của LeBron mất điểm rất nhiều trong mắt người hâm mộ. Không ít cổ động viên Lakers cũng đang nhìn King James với con mắt thiếu thiện cảm.